Trà búp non T365 ngon đỉnh cao. Rồi các anh em hậu đài tập trung lên đây giùm anh. Bây giờ lên em lên hành lang bên trái đó, Strong lên hành lang bên phải đó, còn duy nhất lên lan can trên cao đó. Rồi mọi người hướng chân vào vị trí, anh em nhanh chân lên. Rồi nghe nói mọi người nhung nha, bây giờ mọi người kéo tấm màn thật là đều, thật là đẹp lên với anh nha. Sẵn sàng và tiết mục bắt đầu. Không bao giờ sao lạ, dây buông dây bóng ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên mười, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Piano lại khó hơn. Thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu, vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn nước mơ ngập tràn, yêu thương đi khắp không gian. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông. Như bà dù lúc xưa bà còn thơ bé, đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đồng hồ. Ba là nỗi buồn vì ba cảm lạnh người xương, ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Hôm nay con đến đây này, những ước mơ khi xưa nay ba từng mơ ước. Thì xin chào hết cho con, hôm nay con hát bên em. Bà xin lỗi, nguyện ước vẫn chưa thành, mong muốn chở che cho con và cả cho mẹ. Ba ước mong một điều, ba ơi, con nhớ ba thật nhiều. Hãy mạnh mẽ lên nào. Con đang thịt bước ba nghe. Làm được mà. Con nhớ ba. Ba ơi. Dưới ánh đèn sân khấu, con nốt nhạc bay lên, có những kỷ niệm bay lên, có những nỗi niềm riêng gom thành một câu hát chảy thẳng vào tim. Có những lúc cười hân hoan, có những lúc buồn miên man, hoang tàn gom thành một câu hát chảy thẳng vào tim. Dưới ánh đèn sân khấu, có những kỷ niệm bay lên, có những nỗi niềm riêng gom thành một
con chưa bao giờ ba quên, cho con từng nốt nhẹ nhàng, con đừng đem câu hát ca vang. Điều gì và động lực nào nó làm các bạn thành công như ngày hôm nay? Dạ, thưa anh, đó chính là tình yêu của ba. Yeah. Tình yêu ba. Ba ơi. Anh chơi vượt ngàn trong gai. Thứ bảy hàng tuần 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên YouTube Giao Quanh Show.